Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình BVDTI của ngày hôm nay. Thì vâng, sau một khoảng thời gian khá là lâu rồi thì chúng ta mới quay trở lại và có một bộ đề mới, và chúng ta sẽ có hai trận dành cho bộ đề này. Và đây sẽ là trận đầu tiên trên OPPT trong group ekip. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp bốn thí sinh của trận này. Ở vị trí đầu tiên là bạn Nguyễn Việt Anh, aka Văn Môi. Ở vị trí tiếp theo là anh Đặng Hoàng Nam, aka Nhân Lũ. Ở vị trí thứ ba là Tô Vũ Hải Nam, aka Nam Tả Đá. Và ở vị trí cuối cùng là anh Nguyễn Đức Thắng, aka Hồ Công Dô. Ok, cả bốn thí sinh đều có mặt tại đây, và bây giờ họ sẽ đến với phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Những điểm số đầu tiên các bạn sẽ giành được trong phần thi khởi động. Và vì host muốn một tính công bằng cao đến mức cao nhất, cho nên mình host đã quyết định để bốn đề khởi động giống nhau, và vì vậy thì mình sẽ gọi lần lượt, cho nên là sẽ đảm bảo được cái tính bảo mật của cái bộ đề này, tính công bằng cho tất cả mọi người chơi ở phần thi khởi động, không lo phải bấm chuông mà nát cái chuột nữa. Và người khởi động đầu tiên chơi chính là bạn Việt Anh. Xin chào. Ok, xin chào tất cả mọi người và xin được gửi lời chào tới anh host Ngọc Đức, là em Việt Anh đây. Ok, thì một câu hỏi đơn giản thôi, thì em đã sẵn sàng chuẩn bị những gì cho trận ngày hôm nay chưa? Thật ra thì cũng sắp tới là bên chỗ Phúc Ních bọn em cũng có làm một tối dành cho câu lạc bộ tiếng Anh, và chơi theo cơ cấu là ba đội, mỗi đội sẽ có ba người, và với trận đấu ngày hôm nay thì mong là em cũng được tiếp xúc một chút để chuẩn bị cho trận vào tối thứ hai tới. Vậy là thứ hai này là sẽ có một trận đó nhưng mà. Dạ vâng, và trận đó thì cũng sẽ được tính bằng giải thật. Ok, trước hết thì anh xin gửi lời chúc may mắn cho trận tối thứ hai của em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi trước mắt, phần thi khởi động, và em đã sẵn sàng đến với phần thi khởi động chưa? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Và bây giờ phần thi khởi động của bạn Việt Anh. Những câu hỏi dành cho bà Việt Anh như sau. Cho em tạm giác là giao điểm của bà được. Bỏ qua. Trung tuyến đó. Cái lê tiến hành thí nghiệm đầu tiên về sự rơi tự do tội tác nào? Tháp Eiffel. Pizza. Chất lượng cấu tạo từ bao nhiêu tố hợp? Bỏ qua. Một. Phân tử ADN và ARN có tên chung là gì? Bỏ qua. Acid nucleic. Tờ báo nào ra số đầu tiên ngày 21/6/1925? Bỏ qua. Thanh niên ạ. Thì nó có bao nhiêu hệ thống trục chính? 2. 9 ạ. Nhân vật 19 của truyền ngồi con gái nằm xương là ai? Vũ Nương. Chính xác ạ. Còn Golden Globes is surprised in Vietnam in which field? Phim. Chính xác ạ. Usain Bolt là vận động viên xuất sắc của bộ môn thể thao nào? Điền kinh. Chính xác. Sát sao là nghệ thuật dân gian là sát của tỉnh nào? Đó là Phú Thọ. Bạn đã trải qua xong 60 giây và bạn trả lời đúng 3 câu, bạn giành được cho mình 3 địa điểm. Ok, và lượt thi khởi động tiếp theo là của anh Hoàng Nam. Xin chào anh. Vâng, chào Ngọc Đức. Ok, thì không biết là trong khoảng thời gian qua, trong lúc mà chờ đề, thì không biết anh thì cuộc sống anh có những gì hay mới không ạ? Ui, cũng nhiều cái, nó cũng đáng kể. Chung là thi online không, rồi vất vả quá, cùng là quyết định là chơi ô để gọi là giải tỏa áp lực thôi. Thì chúng là giải tỏa áp lực, không cần tiết thắng hay thua. Ê, như chúng ta có thể thấy là phần mềm Azota hiện tại đang bị lỗi, và em chính host đã bị mất 0,2 điểm chỉ vì lỗi cách đáp án. Và thế là bay luôn con 10. Vâng. Azota. Và để có thể bù lại như vậy thì không biết là anh Hoàng Nam đã sẵn sàng đến bộ đề khởi động chưa? Rồi, sẵn sàng. Và sau đây là phần thi khởi động của anh Hoàng Nam.
Cảm ơn cao nhất là đeo điểm 3 đường. Trung trực. Trung tuyến đó. Cái này là tiến hành thí nghiệm nổi tiếng lịch sử đưa tự do tàu ta đó nào? Pizza. Chính xác. Đơn chất để cấu tạo từ bao nhiêu nguyên tố học? 1. Chính xác. Phân tử ADN và RNA có tên chung là gì? Acid carbohydrate. Acid nucleic. Tờ báo nào ra số ngày đầu tiên 2/6 này? Chính xác. Thì đã có bao nhiêu hệ thống sông chính? Bỏ qua. 9. Nhưng mà đời chính của chuyện người con gái Nam Xương là ai? Nhân vật nữ chính của chuyện người con gái Nam Xương à? Thì bỏ qua đi. Phụ nương. The Golden Girls is a surprise Việt Nam in which cinema phim. Chính xác. Usain Bolt là vận động viên xuất sắc của bộ môn thể thao nào? Chính xác. Hát xong là nghệ thuật diễn nhạc đặc sắc của tỉnh nào? Bỏ qua. Phú Thọ. Thành kênh truyền hình gì? Thành thiếu niên đài trung. Chính xác. Của Robocon. Robocon 2022. Chính xác ạ. Và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của anh Hoàng Nam, và anh đã giành được cho mình 70 điểm rồi. Và bây giờ là thi khởi động của bạn Hoàng Nam. Xin chào bạn. Hello everyone. Ok, thì không biết là em có đã chuẩn bị gì cho bộ đề được mọi người đánh giá là khá là sát ô. Nói chung là cứ thoải mái nhất người. Ok, thấy em cũng thoải mái rồi. Thế thì em đã sẵn sàng để phần thi khởi động rồi. Ok, em đã sẵn sàng. Và bây giờ là lượt thi khởi động của bạn Hải Nam. Các câu hỏi gì cho bạn Hải Nam như sau? Trong tay mình cảm giác là đeo điểm 3 đường. Trung tuyến. Chính xác. Cái này là tiến hành thương nghiệm nổi tiếng về sự rơi dưới đất ở toàn. Pizza, chính xác. Pizza. Đơn chất được cấu tạo từ bao nhiêu tố hóa học? Và có 10 điểm. Phân tử ADN và RNA có tên chung là gì? Acid nucleotide. Xác rồi. Tầm báo là ra số ngày 21/6/1925. Thanh niên. Xác rồi. Thì nó có bao nhiêu hệ thống sông chính ạ? 2. 9. Nhưng mà địa chỉ của cái chuyện của các em sửa lại. Một quả. Phụ nữ. Một quả. Ác. Tôi sẽ subscribe nên làm những quyết định. Một bộ movie hoặc cinema. Cô sẽ bắt lời vợ đồng viên xuất sắc của bộ ngũ ơn. Điền Kinh. Khách của tỉnh nào? Bắc Giang. Bắc Giang. Nó Phú Thọ. Cái kinh thiền này là hãy đại truyền Việt Nam. VT16. Và đó chính là câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của bạn Hải Nam và bạn gì? Và Điền. Ok, và bây giờ thì cuối cùng của lượt thi khởi động của anh Đức Thắng, xin chào. Vâng, xin chào host và tất cả bạn cùng chơi. Không biết là tình hình ngoài Hà Nội COVID đúng sao ạ? Mọi thứ tệ lắm, rất là tệ, nhưng mà tôi nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không bị đáng không ngại đâu. Ok, thế thì bây giờ anh đã sẵn sàng cho phần thi đọc chưa? Sẵn sàng. Và bây giờ những câu hỏi dành cho anh Đức Thắng. Và bây giờ là 60 giây cho khởi động cho anh Đức Thắng. Trọng tâm ta giác là giao điểm 3 đường. 3 đường trực tuyến. Xác. Cái lê tiến hành kinh nghiệm nổi tiếng của sự rơi tự do từ 3 tháng nào? Đơn chất được cấu tạo từ bao nhiêu nguyên tố hóa học? 1. Còn có thêm 10 điểm nữa. Phân tử ADN và RNA có tên chung là gì? Tế bào. Acid nucleic. Tờ báo là nào ra số đầu tiên ngày 21/6/1925? Thanh niên. Còn có thêm 10 điểm nữa. Thì nó có bao nhiêu hệ thống sông chính? 2. 9 á. Nhưng mà chính là chuyện của cô gái Nam Xương là ai? Vũ Nương. Chính xác. The Golden Lotus is surprised Minam in Wishfield. Keep. Movie. Usain Bolt là vận động viên xuất sắc của bộ môn thể thao nào? Điền Kinh. Hát xong là nghệ thuật dân gian đặc sắc của tỉnh nào? Bắc Ninh. Ở trên truyền hình gì là thanh thiếu niên của đại dịch đấy ạ?
Ok, và đó chính là 10 điểm cuối cùng gì cho anh Đức Thắng, và anh đã giành được cho mình 70 điểm. Và chúng ta cùng tổng kết sau phần thi khởi động. Và với ngay hiểu có 30 điểm. 70 là số điểm của anh Đức Thắng, đó chính là số điểm của bạn Hải Nam, và đó chính là số điểm của anh Hoàng Nam, xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo, phần thi vượt chướng ngại vật. Sau đây là phần thi vượt chướng ngại vật, và để có thể chạy qua phần thi này thì các bạn chạy qua nhanh phần thi này thì các bạn có thể chạy qua một tần số gồm có 12 chữ cái, sau đây là 4 từ hàng ngang. Ok, trước khi bắt đầu phần thi này thì xin được nói trước là chướng ngại vật này sẽ bao gồm các chướng ngại vật nhỏ, và một chướng ngại vật nhỏ sẽ gồm 4 hàng ngang. Vì các bạn sẽ phải đi tìm của từng hàng ngang là liên kết các đáp án của các từ hàng ngang nhỏ để ra một chướng ngại vật nhỏ, và đó chính là từ hàng ngang của lớn. Mọi người đã hiểu chưa? Đã hiểu. Ok, đã hiểu. Em hiểu rồi. Ok, em một lần đã hiểu rồi. Nó giống như thách thức entropy đó. Và lần lựa chọn hàng ngang đầu tiên là của bạn Việt Anh. Em sẽ chọn hàng ngang số 2. Chiếc ngựa vạch nhỏ số 2 gồm 4 chữ cái và gồm các hàng ngang như sau. Hàng ngang đầu tiên gồm 4 chữ cái. Vật chất tồn tại ở bốn thể rắn, khí, plasma và thể nào nữa. Hàng ngang tiếp theo gồm 7 chữ cái. Câu hát quả bóng xanh bay giữa trời xanh chỉ hành tinh nào trong hệ mặt trời. Hàng ngang thứ 3 gồm 1 chữ số. Nếu ta viết số điện thoại của Tổng đài Quốc gia về bảo vệ trẻ em và hệ chỉ phân rồi chỉ số đó sang hệ thập phân, ta thu được kết quả là bao nhiêu? Và hàng ngang cuối cùng gồm 9 chữ cái. Nhà phát minh người Scotland nào là người đặt nền tảng cho cuộc cách mạng công nghiệp, đồng thời đặt tên cho người đơn vị đo công suất? Đó là bốn từ hàng ngang, và sau đây là 15 giây để các bạn giải chướng ngại vật nhỏ này. Đã hết giờ, và sau đây là câu trả lời các bạn thí sinh. Bạn Việt Anh và anh Đức Thắng đưa ra câu trả lời là nước, còn anh Hoàng Nam đưa ra câu trả lời là châu. Còn bạn Hải Nam thì chưa đưa ra câu trả lời, và tất nhiên chứng ngại vật nhỏ này là nước ạ. Chúc mừng, và chúc mừng anh Đức Thắng và bạn Việt Anh có thêm 10 điểm. Ok, anh Đức Thắng và Việt Anh có thêm 10 điểm, và một hình ảnh sẽ được là mở. Chỉ có tín hiệu nào. Mời lựa chọn hàng ngang tiếp theo là của anh Hoàng Nam. Xin chọn hàng ngang số 3. Hàng số 3 cũng có 5 chữ cái và cũng có 4 hàng ngang nhỏ như sau. Hàng ngang đầu tiên gồm 5 chữ cái. Nguyên tố nào chiếm phần lớn trong cấu tạo của xương và răng con người? Hàng ngang tiếp theo gồm 13 chữ cái. Trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại, kỳ quan thế giới nào vẫn còn tồn tại cho đến hiện nay? Hàng ngang tiếp theo gồm 8 chữ cái. Xét từ nguồn gốc hình thành, đá được chia thành 3 nhóm là magma, biến chất và nhóm nào nữa? Và hàng ngang cuối cùng gồm 5 chữ cái. Điền một tiếng vào chỗ trống để tạo thành các cụm từ hoàn chỉnh. Phao. Trợ. Trong. Đó là 4 từ hàng ngang, và bây giờ là 15 giây để các bạn suy nghĩ cho từ hàng ngang nhỏ lớn này. Ok, đã hết giờ, và sau đây là câu trả lời các bạn. Ok, anh Hoàng Nam là trắng, và anh Việt Anh là đá vôi. Anh Đức Thắng là xương, còn bạn Hải Nam cũng là đá vôi. Và xin được chúc mừng bạn Việt Anh và bạn Hải Nam, mỗi bạn có được thêm 10 điểm. Ok, Hải Nam và Việt Anh có được thêm 10 điểm. Và một góc hình ảnh nữa sẽ là lịch mở. Ok, và lời đề chọn hàng ngang tiếp theo là của bạn Hải Nam ạ. Số 4. Hàng ngang số 4 cũng có 6 chữ cái và cùng các hàng ngang nhỏ như sau. Đất nước nào sẽ đăng cai kỳ Thế vận hội mùa hè năm 2024? Hàng ngang tiếp theo gồm 2 chữ cái.
tiền tố tiếng Anh nào khi thêm vào các từ sau sẽ tạo thành các từ trái nghĩa. Balance, wrapped, timed. Hàng ngang tiếp theo gồm 4 chữ số. MCMXLV là biểu diễn, là mã của số tự nhiên nào. Và hàng ngang cuối cùng gồm 7 chữ cái. Điện tử thích hợp vào các chỗ trống sau. Tổ hợp. Tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học và sinh học. Tổ hợp. Xã hội bao gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. 15 giây bắt đầu. Sau đây là câu trả lời các bạn thí sinh. À, anh Hoàng Nam là khó, còn anh Đức Thắng là bánh mì. Và rất tiếc, từ hàng ngang này sẽ phải đóng lại. Và chúng ta còn một từ hàng ngang cuối cùng là hàng ngang số 1 gồm có 9 chữ cái. Và gồm 4 hàng ngang như sau. Hàng ngang số 1 gồm có 2 chữ số. Tìm số tự nhiên có 2 chữ số. Có dạng AB, biết AB cộng BA bằng 110 và A trừ B bằng 4. Chữ cái. Khu vực nào Việt Nam giáp đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc và giáp nước Lào ở phía Tây. Hàng ngang tiếp theo gồm 12 chữ cái. Nhân vật nào được nhân dân ta xưng danh là người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Và hàng ngang cuối cùng đi vào chỗ trống để hoàn thành hai dòng thơ sau. Bước tới. Bóng xé tà. Cỏ cây trên lá, đá trên hoa. Ok, đã hết giờ. Và sau đây câu trả lời các bạn thí sinh. Anh Hoàng Nam là Thanh Quan. Anh Đức Thắng là Sông Hương. Còn bạn Hải Nam là Quảng Bình. Đây, ở đây có một đáp án chính xác. Và đó chính là đáp án của bạn Hải Nam ạ. Chúc mừng bạn đã có được thêm 10 điểm. Ok, 10 điểm nữa. Và một góc hình ảnh nữa sẽ được lật mở. Và cũng đúng lúc này bạn Việt Anh sẽ được đưa ra tín hiệu xin trả lời chúng mình. Dạ, đáp án của em là Tôm Phong Nha. Tại vì Quảng Bình nổi tiếng với Phong Nha kẻ bàng. Ok, cũng lúc này. Cũng là lúc này thì anh Đức Thắng cũng xin trả lời câu trả lời. Xin đưa ra chứng như vậy ạ. Theo lẽ bình thường thì khi mà tôi bấm chậm này chắc chắn là thì nào tôi cũng mất điểm. Nhưng mà tôi tự tin rằng là bạn Việt Anh sẽ trả lời sai. Chướng ngại vật của tôi khác là hang Sơn Đòn. Ok, trước hết xin hỏi bạn Việt Anh là tại sao lại là Đồng Phong Nha? Nhắc đến nước mình làm vôi và cả Quảng Bình, em nghe anh thằng nói vậy thì cũng chưa chắc, nhưng mà trước đó là em nghi là Độc Phong Nha hơn. Còn anh Đức Thắng? Theo như những gì tôi biết thì hang Sơn Đòn nằm ở Quảng Bình, và ở đây có xảy ra hiện tượng là thạch nhũ ở phía cao ấy, thì tôi nghĩ là do thành phần của những cái thạch nhũ đấy là đá vôi, còn nước thì tôi vẫn chưa nghiệm ra. Ok, cũng là những suy lý nghĩ có lý. Và cũng xin được thông báo luôn là phần thi dự kiến ngày hoạt sẽ được kết thúc ngay tại đây. Và xin được chúc mừng bạn Việt Anh đã có câu trả lời cho chứng ngại vật chính xác ạ. Chứng ngại vật hôm nay chúng ta cần đi tìm Đồng Phong Nha. Và mọi người có thể thấy bốn hàng ngang là Quảng Bình, Đồng Phong Nha nằm ở tỉnh Quảng Bình. Nó được cấu tạo từ chữ, được cấu tạo từ đá vôi và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2003. Và nước ở đây là nó gồm có hai động là động nước và động khô. Và hình ảnh chúng ta cần đi tìm thì chính là Đồng Phong Nha. Và chúng ta cộng cho bạn Việt Anh 20 điểm nữa. Và chúng ta cần tổng kết sau phần thi của chúng người vật. Anh Hoàng Nam thì đã có 70 điểm. Đó cũng chính là số điểm của bạn Việt Anh. 80 là số điểm của bạn Đức Thắng. Và bạn tạm dẫn đầu là bạn Hải Nam với 90 điểm. Ok, và bây giờ là phần thi tăng tốc. Cách đây vài giây thì bạn Việt Anh là người xuất sắc nhất trong phần thi về kiến thức vật cũ, và không biết là trong phần thi tăng tốc này ai sẽ là người bứt phá.
nhanh nhất này. Và khác với ở trên ô bình thường thì sẽ có một câu IQ, hai câu chữ kiện và một câu sắp xếp hoặc là chọn. Thì ở ở kèo ngày hôm nay thì sẽ có 4 câu hỏi IQ dành cho tất cả các bạn. Và bây giờ là sẽ câu hỏi tăng tốc đầu tiên. Các bạn hãy xác định được hình nào sau đây khác với cái hình còn lại. Anh Đức Thắng có câu trả lời nhanh nhất là E, anh Hoàng Nam là C, bạn Hải Nam là E và bạn Việt Anh là C. Vâng, hai phe. Cho hỏi anh Đức Thắng là tại sao lại là E? Cái này tôi cũng không chắc lắm thì theo anh tôi suy luận thì khi mà các cái hình nó giao nhau ấy thì cái phần giao ở giữa ấy, nó sẽ cho ra một hình giống hệt. Chỉ có mỗi hình E khi hai hình tròn nó giao nhau sẽ không bao giờ có thể ra được một hình tròn. Còn anh Hoàng Nam tại sao lại là C? Cái này cũng không thể giải. Lý do là như này thì hai hình C này nhìn khi giao nhau thì một hình nó là một hình tam giác nhỏ hơn, nhưng mà cái hình ở bên trên này thì nó lại không giống hình dưới nên là suy luận cũng như thế. Thật ra thì lời giải thích cũng chính là lời giải thích của anh Đức Thắng đã đưa ra. Và câu trả lời đúng ở đây là E. Chúc bạn Đức Thắng có câu trả lời nhanh nhất E và có được thêm 40 điểm và bạn Hải Nam có được thêm 30 điểm. Và bây giờ câu hỏi tăng tốc tiếp theo. Các bạn hãy tìm một quy luật và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm. OK, và bây giờ là còn là các bạn thí sinh ạ. Anh Hoàng Nam là 96, bạn Việt Anh là dẹp đi, còn anh Đức Thắng là quên ca cula to. Và câu hỏi là tại sao là bạn anh Hoàng Nam lại đưa câu trả lời là 96 ạ? Thì anh nghĩ vào những cái số cuối này giống như kiểu là có 39, 49, 64, 29, 64, 46, 85 thì anh đang... Ok, Thì chắc là anh nhớ rộn. Thì anh nghĩ là phải là 58 mới đúng. Câu em nghĩ là 38. Đúng là phải 58. 38. Hải Nam là... đúng Hải Nam đã được câu trả lời là... Ok, tại sao lại là 38? Em lúc nãy em không nghĩ ra, cứ thật đứng gần khoảng 15 giây cuối cùng em nhận ra cái tam giác đó tổng là 150, cái hình vuông 200. Em nghĩ cái hình ngũ giác là 250, trục giác 300 thì cái hình bảy cạnh kia tổng các số trong giữa 350 trừ đi cả 38. Và đáp án ở câu hỏi này chính là 38 và không ai giành được điểm. Biết 30 giây không ta. Và bây giờ câu hỏi tăng tốc tiếp theo. Câu này chắc sẽ dễ hơn thôi. Có bao nhiêu hình có bốn cạnh trong hình dưới đây? OK, đã hết giờ và bây giờ câu trả lời các bạn thí sinh. Và Việt Anh là 12, anh Đức Thắng là 13, anh Hoàng Nam là 28 và bạn Hải Nam là 20. Từ tiếp, có một lần đây.
thì nó thử cách tính đi. Ok. Tính lòi cả mắt, tính lòi cả mắt không ra, à, nhìn lòi cả mắt không ra. Ok, thì câu này chỉ việc đếm thôi. Cho nên là em sẽ công bố đáp án luôn. Và đáp án ở đây là chính là đáp án của anh Đức Thắng. Còn theo đáp án của bạn Việt Anh ạ, 25 ạ. Mà không ai giành được điểm với câu hỏi này. Thừa mất 3. Và bây giờ câu hỏi thắng tốc cuối cùng. Ok, và bây giờ câu hỏi thắng tốc cuối cùng. Các bạn hãy tìm một quy luật và đền các hình theo thứ tự 1 và 2 sao cho phù hợp với quy luật của hình bên. 30 giây bắt đầu. Anh Đức Thắng câu trả lời nhanh nhất là Y và G. Anh Hoàng Nam là Y và A. Bạn Thái Nam là A và F. Và bạn Việt Anh câu trả lời là A và H. Một A hay H. Có ai tìm được quy luật của hình này không? Thì dạ, bảo là hình 1 hay ra là còn biết là tính cái đường chéo ở cái số hàng ở cái ô số 1 ấy, thì có phải là có 3 cái hình mà kiểu cái phần gạch chéo, cái phần đường thẳng nó là gạch chéo ở lệch về phía bên trái. Thế thì chắc là hình 1 nó cũng sẽ tương tự như ba hình kia, còn cái hình 2 chịu. À, bạn Hải Nam thì sao ạ? Thực ra thì em có bữa ở trả qua cái quy luật đâu cả. Ok, thì quy luật của hình này khá là phức tạp và sẽ được giải thích như sau. Chúng ta lấy trục giữa này làm trục đối xứng. Thì chúng ta có thể thấy là hàng 2 và hàng 4 sẽ đối xứng với nhau qua trục giữa. Như thấy là hình này sẽ đối xứng với hình này qua trục giữa. Hình này với hình này cũng bị chang vậy, hình này cũng bị chang vậy. Hình này với hình này cũng bị chang vậy. Thì xét hàng 1, hàng 3 cũng sẽ đối xứng nhau qua trục giữa. Đây, hình này sẽ đối xứng với hình này. Hình này sẽ đối xứng với hình 2 này. Hình trục dọc này sẽ đối xứng với hình 1. Và hình cuối cùng này sẽ đối xứng với hình này. Và đáp án thế câu hỏi này, hình 1 đối xứng hình này, tức là hình F. Hình 2 sẽ đối xứng với hình này qua trục dọc, tức là hình A. Đáp án cho câu hỏi này là F và A. Không thấy nhờ đội tổ A chứ chứa thôi. Rất tiếc cho bạn Hải Nam, khi bạn đã tìm đúng hai hình nhưng lại không đúng thứ tự. Và bây giờ là tổng kết sau thì tăng tốc. Khá thảm sát. Anh Hoàng Nam thì đã có 70 điểm. Đó cũng chính là số điểm của bạn Việt Anh. 120 điểm là số điểm của anh Đức Thắng. Và đó cũng chính là số điểm của bạn Hải Nam. Và bây giờ là phần thi cuối cùng. Phần thi quan trọng nhất của buổi chương trình đứng lên Olympia. Phần thi về đích. Bây giờ phần thi quan trọng nhất. Phần thi về đích. Và số điểm các bạn hiện tại đang là 70, 70, 120, 120 hai phe. Và với 120 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 3 thì xin mời bạn Hải Nam lên thực hiện phần đi. À, bây giờ sẽ là lượt thi của bạn Hải Nam. Ok, bạn đã sẵn sàng đến phần thi và đích. Ok. Và xin mời bạn đứng lên phía trước để thực hiện phần thi và đích. Ok, và sẽ có 3 gói câu hỏi 20-30 và xin mời em lựa chọn. Đi đầu mà lại khoảng cách trên này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phần sau. Thôi hôm nay thử một liều, một chút, 10-20-30. Ok, các bạn may mắn với gói câu hỏi 80 điểm truyền thống. Và ở câu hỏi đầu tiên thì bạn có chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Để xem nào. Chắc thôi. Ok, và bây giờ câu hỏi 10 điểm của bạn. Chưa bắt giới học được tất cả bao nhiêu phép biến hóa? Không.
và xin mời ba bạn xin còn lại ạ. Thì mời anh Thắng. Tôi cũng bấm bừa thôi chứ câu này tôi không chắc lắm. Tôi cứ lấy con số quen thuộc là 36 phép thần thông đi. Tôi cứ lấy 36, chắc thay 36. Còn anh Hoàng Nam bấm ngay sau đó. Vâng, bấm chậm bây giờ thì thua để cho Đức Thắng giành điểm rồi. Cũng chung đáp án với Đức Thắng. Chúc mừng Đức Thắng nhá. Chúc mừng Thắng. Chưa chắc, chưa chắc. Ok, Hoàng Nam đã nói vậy rồi thì đó chỉ là đáp án chính xác rồi. Thứ hai là đã được xem. Ok, và bây giờ câu hỏi tiếp theo. 2 điểm, sao không ạ? Tôi nghĩ cái vụ chọn sao này. Ok, vậy là không sao đúng không ạ? Đúng rồi. Những phút điểm quá trong không khí làm cho bạn sám kéo đề lâu trong không khí. Chúng tôi chưa nghe được câu trả lời của bạn Hải Nam và xin mời ba bạn xin còn lại ạ. Xin mời về đây. Em nghĩ là do oxy, tại vì nếu mà bạc bị xám đen thì em nghĩ là do quá trình oxy hóa sao ấy ạ? Đây luôn là quá trình oxy hóa. Và đáp án của câu hỏi này là oxy ạ. Cộng thêm H2S ạ. Hỏi những khí nào mà những chứ có phải là những chứ có phải những trong hoạt đơn đâu mà có thể chỉ kế một khí đâu nhỉ? Yep, và rất tiếc vì chúng tôi phải trừ bạn Việt Anh 10 điểm. Và bây giờ là câu hỏi 30 điểm. Và cũng là câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của bạn Hải Nam. Sao không ạ? Như em đã nói từ đầu chắc thôi giỏi. Dập vụ sao này. Một điểm. Ok. Giả sử chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là 7 giây. Sau khoảng thời gian bao lâu thì độ phóng xạ của chất phóng xạ đó giảm 128 lần? Bốn mươi chín giây. Và xin mời ba bạn xin còn lại đến với lượt thi của bạn được không? À, bạn Hải Nam bạn tính như thế nào ạ? 128 là 217 tức là nó sẽ bắn giả 7 lần, 7749 hết. Ok, và đó cũng chính là lời giải thích cho câu hỏi này và chúc mừng bạn đã có được thêm 30 điểm. Và đó cũng chính là câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của bạn Hải Nam. Và hiện tại có 130 điểm thì anh Đức Thắng đã sẵn sàng để phần thi khởi động về đất chưa? Nếu tôi nói là chưa thì nó sẽ là một lời nói dối. Nhưng là nên là bên thôi. Nhưng anh là một đảng viên. Mà đảng viên thì làm gì biết nói dối đâu. Đấy, hai đấy, em đấy. Hai. Đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, cái này sẵn sàng rồi. Ok, và gói câu hỏi anh sẽ chọn bạn. Một lần nữa tôi lại phải suy nghĩ chính xác một chút. Bạn Hải Nam vừa trả lời đúng câu vừa rồi và đã vượt lên trên tôi rồi. Và nhưng mà tôi còn cách hai bạn ở đằng dưới không xa cho lắm. Vì đề này muốn là để thảm sát mà. Nếu như bạn Hải Nam đã liều mình chọn gói 60 thì tôi sẽ lấy gói 70 và như kèo trước của TMN tôi lấy 30 10 30. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên, 30 điểm. Anh có chọn ngôi sao hy vọng không? Không, of course not. Và hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng tiếng Anh. Hi, my name is Tim and I have an English question for you. This sport is played in a very cold place. The players have to skate around on the ice and hit a puck to the opposing team's goal using a long stick. What is the sport called? Good luck. Cái sao con này tôi không chọn sao nhỉ? Câu trả lời của tôi là ice hockey.
anh được nghe những gì ạ? Theo như tôi nghe được thì đây có phải là một môn thể thao chơi ở một nơi rất là lạnh, và những cầu thủ tôi cứ gọi cầu thủ, với những cầu thủ tham gia cái bộ môn thể thao này sẽ phải di chuyển bằng cách là bằng những cái giày trượt và dùng cái cây gậy để đánh cái gì đó, di chuyển cái gì đó ấy, hoặc là đấy đập ấy. Thế thì tôi nghĩ là nó sẽ là khúc côn cầu, là ice hockey. Thật ra khúc côn cầu không phải là đáp án, mà là khúc côn cầu trên băng và là ice hockey ạ. Tại vì đã có được thêm cho mình 30 điểm. Thế và bây giờ câu hỏi 10 điểm. Anh có chọn người sai vọt không? Dạ, tôi cũng lại như lần trước thôi. Câu 30 điểm đầu tiên thành công thì tôi sẽ lấy sao. Ok, để chúc anh may mắn người sai vọt. Có người sao gốc nhá. Người sao vàng kia nhá. Cao sao vàng thế này để chờ chương trình này. Dạ. Hoàng tử Vĩnh Thụy sau khi lên ngôi lấy niên hiệu là gì? Cô lại hỏi tôi câu sử. Bỏ qua. Ok, và xin mời ba bạn xin lại ạ. Em Hoàng Nam ạ. Câu trả lời là Bảo Đại. Đó là Bảo Đại. Câu này là trí thế nhỉ. Ok, và bây giờ câu hỏi cuối cùng 30 điểm. Chúc mày may mắn. Thời Trung Đại, Trung Quốc có 4 phát minh rất quan trọng, và đó là những phát minh nào? Thế rồi, tại sao vậy? Ê này, để tôi đáp nhờ. Câu trả lời của tôi là la bàn, giấy, thuốc súng và công nghệ in. Bạn được có thêm 30 điểm. Và đó chính là câu hỏi cuối cùng trong đề thi của anh được thắng, xin mời anh về vị trí. Và hiện đã có 80 điểm thì anh Hoàng Nam đã sẵn sàng đến phần thi của Đức chưa? Tôi đang hồi hộp đã. Được. Bình tĩnh rồi. Ok. Được. Chuẩn bị chơi. Ok, xin mời anh. Xin mời anh chọn gói câu hỏi. Chắc là cũng phải suy nghĩ. Thế thì gói 50 điểm xem nào. 20. Chốt. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên chỉ là 20 điểm. Anh có trả ngôi sao không? Không. Trên lá cờ có bao nhiêu cành? Mười tám. Anh đã có được thêm 20 điểm à? Ok, và bây giờ câu hỏi tiếp theo. 10 điểm, sao không? Không. Sofia là thủ đô của đất nước nào? Bulgaria. Hãy nghe tới Sofia rồi tốt, nhưng mà đây là đang hỏi về thủ đô nên đừng có mà trả lời là Mỹ là được. Bulgaria, chốt. Nó không phải Mỹ mà là Bulgaria. Yes. Thế bây giờ câu hỏi cuối cùng, 20 điểm. Anh có chọn ngôi sao hy vọng không? Không, vẫn chưa an toàn. Núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay đang nằm ở quần đảo nào? Tonga. Tonga, tốt. Và xin mời ba bạn xin còn lại ạ. Về đây. Hôm nay em chơi đến đây cũng liệu là chính, cho nên là em nghĩ là Hawaii. À, nó là Hawaii. Chưa, giờ mới đánh lên núi á. Không, chỉ là câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi của anh Hoàng Nam, xin mời anh bởi vì và người sẽ kết thúc phần thi về đích này là chính là bạn Việt Anh. Và bạn đã sẵn sàng đến phần thi về đích ạ.
Em đã sẵn sàng ngồi. Ok, xin mời em đi trước. Và có ngò em sẽ chọn lại. Được rồi, em thêm một gò ấy. Truyền thống đã lâu cho nên là không phải là 30 như mọi khi. Em chọn gói 40 truyền thống. Ok, và chúc em may mắn gói hỏi 40 điểm truyền thống này. Câu hỏi đầu tiên này, em phải chọn ngôi sao hy vọng không? Em không. 10 điểm. Hai con mèo tam thể đem lai với nhau ra mèo gì? Mèo lục thể. Và xin mời ba bạn xin còn lại. Anh Hoàng Nam. Loài mèo tam thể. Còn bà Hải Nam. Chắc thế thôi, hai con mèo dùng giống thì nó phải tham cái con mèo khác cùng giống. Và xin chúc mừng Hải Nam bởi vì đó cũng không phải đáp án chính xác. Ok. Đấy, thì đáp. Đáp án cho câu hỏi này là... Vâng, có thể mọi người sẽ thắc mắc là hai con mèo tam thể. Nó phải ra mèo tam thể chứ. Nhưng hai con mèo cái làm sao nó đẻ được. Ok. Được. Câu tài bẫy à. Ok, okay và... Được đấy. Và bây giờ câu hỏi 10 điểm tiếp theo. Bạn chọn ngôi sao hy vọng không? Em vẫn không. Sông Sài Gòn bắt nguồn từ biên giới quốc gia nào? Ôi má ơi. Lào. Yep, và xin mời ba bạn xin mời bài. Vỡ lại Hoàng Nam. Vẫn trả lời tiếp đó là Bình Phước và Tây Ninh. Biên giới quốc gia nào anh ơi? Chúng ta đúng. Thôi không sao, cho banh đưa cho banh điểm ấy. Banh điểm nó cũng được. Các bạn thì có hỏi này. Đó là Campuchia. Nói lại một cặp. Áo thích à. Việt Anh đã rất gần rồi. Chỉ có cắt tí thôi. Sang nước bạn rồi, bạn có thể 10 điểm rồi. Và bây giờ câu hỏi 20 điểm. Và cũng chỉ là câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay. Và có chọn hỏi sai vào không? Em không. Nữ ca sĩ nào của nước ta được mệnh danh Ngọc Hạ Mi? Come on, biết em là sao? Siêu Black. Siêu Black, cô này từng là tuổi thơ của em. Em nghe cô này rất nhiều. Chúc mừng, chúc mừng. Siêu Black. Chúc mừng. Mày chưa? Thảo hát. Và bà có được 20 điểm ạ. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay và xin mời bạn về vị trí. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong cả bộ đề ngày hôm nay. Và thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được phép tổng kết sau cả trận đấu. Và anh Nguyễn Việt Anh có được 100 điểm. Anh Hoàng Nam đã rất cố gắng và giành được cho mình 80 điểm. Và Hải Nam đã giành được cho mình 140 điểm. Và chiến thắng trận ngày hôm nay là anh Nguyễn Đức Thắng đã giành được cho mình 180 điểm. Ok, cảm ơn mọi người đã chơi kèm ngày hôm nay.